Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đối ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu trở về Nazareth quê hương để giảng dạy. Một cuộc giảng dạy thất bại rõ ràng. Bởi vì dân Nazareth, một cái thôn làng nhỏ bé, chừng 500-700 người hay hơn, người ta biết nhau hết, biết rất rõ, từ nhỏ tới lớn, quen thuộc. Ông này là bác thợ, thợ mộc chứ có gì nữa. Học hành ở đâu? Rồi con bà Maria, anh chị em của ông, chúng ta biết tất cả, quen thuộc, lối xóm tất cả. Bây giờ sao ông lại làm phép lạ? Ông ấy khôn ngoan, ông ấy giỏi giang như vậy. Người ta không thể chấp nhận được. Tại sao những người Nazareth không chấp nhận? Bởi vì họ chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, cái bình thường của Chúa Giêsu. Bởi vì họ ở trong cái thói quen mà đã nhận ra Chúa Giêsu chỉ là một con người rất tầm thường. Chắc chắn là Chúa Giêsu đã sống một cách rất âm thầm lặng lẽ, không biểu dương, không tỏ ra gì hết. Nhưng những người xung quanh không thấy gì cả. Giờ đi xa một thời gian rồi nghe nói bây giờ về giảng dạy khôn ngoan rồi làm phép lạ, người ta không muốn. Không muốn cái con người trước đây là rất tầm thường, nhỏ bé, âm thầm lặng lẽ như vậy, bây giờ nổi tiếng. Cho nên Chúa Giêsu đưa ra cái nguyên tắc ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng tại quê hương, trong gia đình bà con của mình mà thôi. Những người Nazareth chỉ nhìn Chúa Giêsu bên ngoài và chỉ căn cứ vào những gì họ đã mắt thấy tai nghe bao nhiêu năm nay, gần 30 năm chứ gì nữa, quen quá rồi mà, quen quá không có gì hết nữa. Người Việt Nam mình có thói quen là nói là quen quá hóa nhàm. Và rồi sau nữa, tin mừng Marco còn nói, người lấy làm lạ vì họ không tin. Nghĩa là cái gì? Chúa Giêsu khi giảng lời đó thì người thông ban thánh thần cho tất cả mọi thính giả. Nhưng mà vì người ta dội lại, bởi vì thấy Chúa Giêsu có một cái quá khứ quá tầm thường, rồi gia đình không có gì trổ trang cả, cho nên người ta không đón nhận thánh thần của Chúa Giêsu, người ta không thể chấp nhận
cái gì khác ngoài cái vẻ tầm thường đó, cái thói quen mà họ gặp đi gặp lại mỗi ngày trong cái thôn làng Nazareth. Thưa anh chị em, cái bài học cho chúng ta ngày hôm nay trong câu chuyện Chúa về Nazareth là cái gì? Bài học thứ nhất là quen quá hóa nhạc. Cái con người chúng ta là con người tự nhiên, làm một cái việc gì ngày nào cũng làm thế. Thí dụ cụ thể, anh xem ngày nào cũng đến đây đi lễ, đúng không? Rồi nhìn chung quanh cũng thấy những người thân quen của mình. Nhìn lên bàn thờ thì mấy ông cha này quen quá rồi, cái ông cha giảng ngày nào cũng thấy giảng nữa, cũng chỉ bằng đó, có gì khác đâu. Rồi các nghi thức nó cứ thế, một lần, năm, mười lần không sao, nhưng thế cả trăm lần ấy như vậy đó. Quen quá hóa nhạt. Rốt cuộc là nhiều, tôi không cho nói tất cả, nhưng mà nhiều người đi lễ vì thói quen hình thức bên ngoài. Ở nhà chả có chuyện gì thì đi lễ vậy thôi. Đến giờ thì đi, đến đây thì đi lễ, rồi cũng nghe giảng các cái, rồi đi rước lễ, rồi về đọc kinh vậy thôi. Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào. Quen quá hóa nhạt. Xin lỗi, anh chị em có nhận thấy cái điều đó không? Tôi nói kinh nghiệm bản thân của tôi. Ngày nào chúng tôi cũng dâng lễ, linh mục chúng tôi, ngày nào cũng dâng lễ hết. Và thú thật với anh chị em rằng, khi từ trên phòng đi xuống trước đó, tôi đã thường thường cái lần hạt cầu nguyện rồi. Vào trong phòng thánh, lúc mặc áo, tôi cầu nguyện rất nhiều. Cầu nguyện để cố gắng ý thức, mà đến lúc dâng lễ cũng chia trí lo ra, ít khi nhiều, khi nào không có. Để thú thật với anh chị em là như thế. Mình đã cố gắng rồi đó, chứ không phải là không. Không, tôi không dám coi thường chuyện đó. Nhưng vì ngày nào cũng như ngày nào, lần nào cũng như thế đó. Nó làm cái con người tự nhiên của chúng ta nhàm chán. Mà nhàm chán đó có nghĩa là cái gì? Là giảm bớt đức tin, giảm bớt lòng yêu mến của mình khi chúng ta cử hành thánh lễ. Đó, mỗi người nhìn lại xem có tôi nói đúng không. Chắc anh chị em có thể có những người tốt tình hơn, nhưng mà tôi, bản thân tôi như vậy. Tôi nghĩ ngày xưa khi còn ở Đồng Tiến, cách đây cũng phải 3-40 năm rồi, lúc đó là phụ tá ở xứ Đồng Tiến thôi, bên Hòa Hưng, người ta nhờ sang làm lễ, thì tôi dâng lễ. Tôi dâng lễ ở nhà, lễ đó tức là một ngày hai lễ. Mà cái lễ thứ hai tôi dâng đó, tôi cảm thấy nó bị trùng xuống một chút. Còn tôi thấy những cha bạn của tôi khác là một ngày 3-4 lễ thì tôi không hiểu được. Làm như là chạy xô hết cái máy nghề khác, quen quá hóa nhạt. Đó là cái nhận xét thứ nhất đã, rồi chúng ta mới đưa ra cái bài học, rồi cái kết luận cụ thể. Cái thứ hai thưa anh chị em, con Thiên Chúa khi làm người, người muốn sống hoàn toàn bình thường, giản dị, nghèo khó, đơn sơ, không màu mè, không biểu diễn, không ra tay ở đây, không muốn tự khẳng định mình là thế này, thế kia, không. Muốn trở thành một con người rất bình thường, giản dị trước mặt mọi người. Người không mong muốn cái gì ở đời này, không mong muốn vinh quang, không mong muốn được người ta tôn trọng, hoan hô hay là bái phục. Vì là một con người bình thường như vậy. Để làm gì thưa anh chị em? Một trong những lý do theo tôi đó, khi không còn những cái chuyện màu mè của con người ở đời này, từ quần áo cho đến cách thức bên ngoài, rồi giao tiếp bạn bè những người nhớ, không còn gì khác nữa, thì tất cả quyền năng, vinh quang, tình yêu của Thiên Chúa,
tỏ lộ rõ ràng hơn. Tỏ lộ rõ ràng hơn. Anh chẳng có bao giờ nghĩ rằng mình cố gắng sống cho nó đó, mọi người biết đến, cũng giao thiệp nhiều các cái, mọi người đôi khi xin lỗi là chơi nổi một chút, thế này thế khác, từ quần áo, từ cách thức đi đứng, xe cộ, nhà cửa vân vân, để cho người ta biết rằng tôi cũng không thua ai cả, tôi cũng chẳng kém ai hết, người ta có cái này tôi có cái khác. Nhất là người trẻ ngày nay đó, nó có một cái khuynh hướng, người ta gọi là khuynh hướng tự khẳng định mình. Tự khẳng định mình tức là làm sao để cho người khác chú ý, tôi có đó đấy, tôi như vậy đó. Cho nên quần nó thì thay mặc quần lành nó thì rách ra, mặc quần rách thì nó mới nổi được. Xe rách ra rồi đấy, điều rồi sờm sùa thì nó mới nổi, đầu tóc thì màu mè hết rồi, những ngược dựng xuôi tất cả, tóc lóc hay là cái gì đó tùy ý, để cho người ta chú ý. Rồi quần áo thế này thì khác, hàng hiệu hàng này thế kia, để cho người ta chú ý. Chúng ta có nghĩ rằng, tôi nói với người Kitô hữu đó, chúng ta có nghĩ rằng khi chúng ta chú ý quá tới những cái chuyện bên ngoài tự khẳng định như vậy đó, thì những gì Thiên Chúa nơi chúng ta không tỏ lộ được không? Chúng ta che lấp vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu ngày xưa chọn một cái lối sống ở Nazareth âm thầm lặng lẽ như vậy. Mấy chục năm đến lúc bây giờ trở về Nazareth, người ta không coi là cái gì hết cả. Học hành ở đâu, làm cái gì mà bây giờ ra như thế này? Người ta không chấp nhận chuyện đó. Thiên Chúa làm người là như thế đó, thưa anh chị em. Vậy thì cái bài học qua cái câu chuyện trở về Nazareth mà thất bại như thế này đó, bài học của chúng ta ngày hôm nay là cái gì? Bài học thứ nhất, để tránh cái vấn đề mà quen quá khóa nhàm, ai cũng có hết á, đó là cái tự nhiên. Chúng ta phải mỗi lần làm việc gì phải bắt đầu ý thức lại, hướng về Chúa, quyết tâm làm cho Chúa. Con làm chuyện này, con đi việc này việc kia để làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Phải xác định như vậy thì chúng ta mới không đi vào cái lối mòn của công việc, của chuyện này chuyện khác, ngày nào cũng diễn ra như thế. Phải bắt đầu lại mỗi lần làm việc đó. Tôi muốn nhấn mạnh tới việc đạo đức như đi lễ. Mỗi lần đến đây phải là một ý thức quyết tâm, chứ không làm thói quen. Mỗi lần nghe sách thánh là chúng ta phải chú ý, chăm chú đó, cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, cho cộng đoàn. Mỗi lần nghe giảng thì phải cầu nguyện cho cái ông cha giảng đó nói những gì Chúa muốn, và mọi người đều nghe được lời Chúa dạy bảo. Mỗi lần lên rước lễ là một lần chúng ta ý thức rõ rệt, không làm theo thói quen, để tỏ mà là hết cả tình yêu của chúng ta dành cho Đấng đã yêu chúng ta hết mình. Tôi thí dụ như thế. Cái bài học thứ hai, hãy chấp nhận sống âm thầm lặng lẽ. Hãy chấp nhận xóa mình đi trước mặt người đời. Hãy chấp nhận để người ta coi thường mình đi. Mình chả là cái gì cả. Người ta nói ngày nay ta bỏ rồi, từ thua đến thiệt, đúng. Chấp nhận như vậy để làm gì vậy? Để Thiên Chúa được tôn vinh nơi bản thân và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ nghĩ tới chuyện đó không?
để Thiên Chúa được tôn vinh. Đó. Người ta không thấy cái gì hay ho bình thường, không có gì trổ ra nơi mình đó, thì cuối cùng Thiên Chúa được tôn vinh. Khi chúng ta ý thức những chuyện đó vì Chúa, đơn giản vì Chúa Giêsu đã sống như thế, mà người Kitô hữu là cái người đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi, sống như Chúa Giêsu đã sống. Bài học rất quý giá thưa anh chị em, bởi vì 30 năm trời sống ở Nazareth như thế đó, chỉ có gần 3 năm đi giảng đạo mà Chúa mới làm phép lạ cái thôi đó, rồi chết. Còn 30 năm trời, 30 năm đó thưa anh em, chúng ta cũng có cơ hội, suốt cuộc đời chúng ta có những người là đời mình chẳng có gì trội trang hết, rất bình thường từ ngày này qua ngày khác. Hãy vui sướng và hãnh diện vì mình giống Chúa Giêsu, ít nhất là bên ngoài đó. Rồi tôi trở lại vấn đề người lấy lầm là vì họ không tin, tức là họ ở lại trong cái tự nhiên của họ, họ không để cho Thánh Thần tác động nơi mình. Ngày nay cũng vậy, vì chúng ta bám vào những cái bên ngoài đó, cứ chăm chú vào những gì mắt thấy tai nghe, rồi mình lượng định con người, lượng định sự việc theo cái tự nhiên của mình, cho nên Chúa Thánh Thần không làm gì được nơi nhiều người. Phải cố gắng những cái mà tự nhiên đó, mỗi lần nhất là chúng ta đi lễ rước lên đọc kinh, là những việc thánh thiêng. Việc thánh thiêng nó trở thành càng ngày càng thánh thiêng tùy theo mức độ, bớt đi những cái tự nhiên xác thịt, để chúng ta có thể hoàn toàn tự do đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa tác động nơi chúng ta, làm chúng ta hiểu được những cái mà bình thường tự nhiên chúng ta không hiểu được. Muốn hiểu được phải ra khỏi cái tự nhiên đó để được Thánh Thần tác động. Vì thế câu chuyện hôm nay thưa anh chị em, tôi cho là hay lắm. Hay ở chỗ nào? Hay ở chỗ là những cái người Nazareth, ngày xưa là người Nazareth, còn ngày nay là giáo dân ở các nơi, nó vẫn tái diễn cái công việc của những người Nazareth mà họ không ý thức. Họ cũng nhàm chán, họ cũng chê bai, họ cũng đi lấy các cái, nhưng mà chẳng có gì hết, bởi vì không, họ sống theo tính tự nhiên, sống theo thói quen, và sống nhàm chán, không có gì khác nữa. Một lần nữa tôi muốn nói rằng câu chuyện của Nazareth hôm nay vẫn tiếp diễn nơi nhiều cộng đoàn Kitô hữu, và tôi xin lỗi, có lẽ cả cộng đoàn tu trì nữa đó. Cho nên chúng ta nên tỉnh thức để nhận ra rằng mình đang ở trong cái tự nhiên thói quen, nó làm giảm bớt lòng tin của chúng ta, giảm bớt tình yêu mến của chúng ta. Hãy cố gắng tập nhìn những cái bên ngoài, những cái tầm thường, nhìn những con người thông thường này bằng cái nhìn của Thiên Chúa, để khám phá ra Thiên Chúa nơi những gì nhỏ bé, tầm thường vẫn có thường ngày đó. Đó, Chúa vẫn có mặt ở đó, vẫn hoạt động như thế, thấy được Chúa nơi mình trong chuyện bình thường, thấy được anh xem, thấy được Chúa nơi anh xem mình trong những hoàn cảnh bình thường. Thưa anh xem, đó là một cách sống đức tin tốt nhất.